Làm đấy thì là có mấy con nhân thể nè, nhân thể là chiên hút sâu đẩy xa nè, nó nè, nó là chiên dạng hút sâu đẩy xa đó bà con. Nhân thể 168 nè, là dành cho máy xăng từ 5,5 đến 7,5 nè. Nhân thể 1 nè, dành cho máy từ 4 đến 6 ngựa nè. Khối lượng mít khối là khoảng 8-9 mít khối trên giờ, hút sâu là khoảng 10 mét bà con. Nhân thể 2 là 10 mít khối trên giờ, hút sâu là khoảng 10 mấy mét, 12 mét. Nhân thể 3 là 13 mét khối trên giờ, hút sâu là khoảng 11 mét, 12 mét. Nhân thể 4 là hút sâu khoảng 12-13 mét, 16 mét khối trên giờ. Nhân thể 5 á, à, 20 mét khối trên giờ, hút sâu là khoảng 10 mấy mét. Độ bắn ra từ mà miệng nước dẫn đi rồi, nước bắn ra là khoảng 45 mét. Đó là nhân thể 1, nhân thể 5. Nhân thể 80 nha, nhân thể 80 là nhân thể bơm tát nè, là 5-60 mét khối trên giờ, giờ là khoảng 5-60 mét khối. Nhân thể 80, nhân thể 100 là thể tát luôn, giờ thể 100 mét khối trên giờ. Nhân thể 100, nhân thể 100 là sẽ tắt rồi con, ống gàng tắt nè, ống gàng tắt, ống vô tắt nè, là 10 phân á. Nhân thể 100 là chiên hút sâu đẩy xa, đây là bơm chiên hút sâu đẩy xa nha. Nhân thể, nhân thể 150 là chiên tác luôn, giờ có thể 200 mét khối trên giờ luôn, hút sâu khoảng 4-5 mét, mà tắt rưỡi không gan, tắt rưỡi đâu không, bơm này rất ok luôn nha, rất là nặng nè. Nhân thể 150, đây số nhân thể cho máy xăng nè, nhân thể 168, nhân thể 5 đầy đủ luôn, cả đều có. Alo, đúng rồi anh, đúng chính anh. Được anh, bình thường, anh đất là đồng bằng mà. Đúng rồi, tối nay đã tính đất rồi không đó, nhưng mà anh đất bằng là quá ngon rồi. Có chứ, bưu điện em tới nhà anh trả tiền cước đó thôi. Hai mươi anh, cứ lên con 100. Nhân thể 1 thôi, đúng rồi, bên mưa là xài nhân thể 1 thôi. Đúng rồi, tăng bưu liên được, cũng phải nhân thể 1 thôi. Dạ, đúng rồi, cứng nó nhỏ quá, xài nó nhỏ thôi. Dạ. Nhân thể con này có nhu cầu alo nha, 0886356707.